cá cao đấy, cưa cao thì cũng như con cốt. Ám co tỉ chân quay đó, cho thật bón rồi nè. Nó đuổi luôn, cứ đuổi theo hẳn luôn, đuổi thật nhanh, tốc độ theo hẳn luôn. Nhanh, tốc độ nhanh lên. Lên. Khỏe nhưng mà chưa quen, hẳn ít khi quen nên nó hẳn quen. Nó cần là do mình cắt cái hệ đám lên trước. Đừng. Tốc độ chậm lắm. Đuổi luôn. Đuổi phải đuổi theo là cởi áo quần nữa. Mà thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh mà. Bắt. Mà tôi thả bên em kịp này. Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh VHTV. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn chiếc động cơ D15 S1100 cao phong dùng cho động cơ diesel. Đối với chiếc động cơ này, không nổ, khó nổ. Mà theo như chủ máy đã kể là đã thay bộ xi măng nhưng không thể nổ được. Và lúc nãy thì tôi đã thử cho các bạn qua lời kể của chủ máy cũng như các bạn đã chứng kiến những cái cảnh quay máy đó thì các bạn cũng có thể đã hiểu rõ và cũng đã có thể là có cái cách nhận biết. Để tiếp theo thì tôi sẽ tháo bơm lọc gió và ống xả ra để cho tiện việc các cái thao tác để chúng ta xử lý và kiểm tra nha các bạn. Theo như chuẩn đoán ban đầu của tôi á thì tôi cảm giác như là nấm không hở mà hình như là hơi vẫn có vấn đề. Tức là sợ là bộ hơi đã mòn rồi các bạn nhé. Nhưng mà đường nhiên liệu thì quá kém. Tức là cái đồ nén khi tốc độ quay thì nó không nén được chuẩn. Tức là có cái đồ nén rất là kém. Mà theo như chủ máy đã tả là trước đây thì máy nổ bình thường, khói trắng nhiều và có tiếng kêu lộc hộc, tiếng rộng rất lớn khi máy hoạt động. Ngoài ra thì hao nhớt, nóng máy và khói trắng nhiều. Cho nên là cái nguyên nhân mà tôi thấy chiếc động cơ này có vấn đề và khả năng có lẽ là hồi tù rất là nhiều cái bán bệnh khó xử. Thưa các bạn, qua những cái hiện tượng của chủ máy đã tả cũng như đã quay thì tôi thấy rằng là theo tôi dự đoán đối với chiếc động cơ này khả năng là rất là dài các bạn ạ. Và cũng có thể trở thành một cái chuỗi video để chia sẻ cho các bạn. Thưa các bạn, đây là một chuỗi video của động cơ D15 cao phong S1100. Khả năng sẽ hội tụ rất nhiều cái bán bệnh mà các bạn thường gặp như không nổ, khó nổ, khói trắng nhiều, hao nhớt, yếu máy, tiếng rộng lớn và có tiếng kêu lục hộc. Mà hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thật chi tiết từ cách tháo lắp, kiểm tra và xử lý và cách thay thế đối với chiếc động cơ này. Các bạn có thể áp dụng cho từ máy D12 đến máy D18. Cụ thể là từ máy D12 đến máy D18. Có thể lên đến máy 24. Cách kiểm tra xử lý cũng giống nhau. Chỉ khác là D24 có bộ đinh giữ mặt quy lát là trục khỉu chạy bằng bi, tức là chạy bằng bạc đạn đấy các bạn. Còn động cơ này là chạy bằng bạc ống, bạc gối hay là gọi là bạc trục cơ. Thì đó là tùy theo cái vùng miền và cái cách gọi của các bạn. Để tiện theo dõi, nếu như trường hợp mà dài quá, tôi sẽ chia thành cả phần. Để tiện theo dõi, các bạn hãy đánh từ khóa VHTV S1100 cao phong phần 1 hoặc VHTV S1100 cao phong phần 2. Và tiếp theo là cứ phần 3, nếu còn dài thì tôi sẽ chia thành phần 4. Các bạn hãy xem hết các phần, có thể các bạn sẽ có cái cách nhìn tổng quát. Vì các bán bệnh được phát hiện khi tháo và kiểm tra các bước xử lý tiếp theo đối với chiếc động cơ này. Còn bây giờ mời các bạn tiếp tục xem những gì mà VHTV chia sẻ. Bước tiếp theo là tôi sẽ xả nhớt nha các bạn.
Khi tháo mặt quy lát thì các bạn hãy sử dụng bằng cà lê 27 hoặc là khẩu 27 để tháo mặt quy lát ra. Đấy, đây là mặt quy lát của máy Cao Phong S1100. Nhìn qua đệm thì thấy cũng không vấn đề gì cả nhé các bạn. Trước khi để kiểm tra hơi thì các bạn hãy rút bao tay ra. Hãy sờ vào phía trong của thanh xi lanh khoảng 3 phân. Các bạn vuốt ra. Đây, như tôi đang có sờ đây. Nó hiện tại cái xi lanh này, tức là cái sơ mi này, nó đã có một cái gờ ở đây nhé các bạn. Mà gờ rất sâu. Đấy, mặc dù người ta đã thay bê tông và thay xi măng, thay bộ bạc bê tông, nhưng mà vẫn khói trắng nhiều, tức là thời gian trước đấy là vẫn khói trắng nhiều. Cái mòn xi lanh này thì chắc chắn rằng nó sẽ yếu máy, khói trắng nhiều và thậm chí sẽ khó nổ đấy các bạn. Đấy, đây cái gờ đây, cái gờ này nó sâu, có thể phải nói là gần một lý đấy các bạn. Đấy, như thế này thì nó hơi quá. Thì theo như chủ máy thì cứ cái nào mà hỏng thì chúng ta thay thế. Thì như bộ hơi này thì thay được rồi, không oan gì cả được nhé các bạn. Đó là một cái bước kiểm tra đầu tiên mà dẫn đến máy không nổ, yếu máy. Còn bây giờ tôi sẽ đổ dầu vào để kiểm tra mặt quy lát, bởi vì lúc này tôi cảm giác như là nấm không hở, tức là có nghĩa là khó nổ này không phải là do nấm. Nên tôi sẽ thử để kiểm tra cho các bạn xem. Đấy, khi đổ dầu vào thì các bạn hãy lau sạch sẽ. Và cần thì các bạn hãy nén khí nhé. Tức là mình dùng lấy bàn tay, mình vỗ vào ở vị trí này. Đấy, tôi vỗ như thế. Hiện tại là nấm thứ nhất không hở nhé các bạn. Để xác minh chính xác thì tôi sẽ tiếp tục kiểm tra cái nấm thứ hai. Nếu mà ra dầu là hở nấm hả? Đúng rồi, nếu mà ra dầu là hở nấm em. Đấy, như các bạn thấy đấy. Thế là hai nấm đã không hở nhé các bạn. Tức là chúng ta đã xác định được là cái nguyên nhân không nổ khó nổ là không phải tại vì nấm. Bởi vì hiện tại là nấm không hở nha các bạn. Mà so với cái mặt quy lát không ấm mấy, tức là cái độ ấm không đáng kể. Đối với những cái clip này, tôi sẽ chia sẻ thật chậm rãi để cho các bạn có một cái cách nhìn nó cụ thể hơn. Và nhất là những cái bạn mà mới bước vào muốn khám phá động cơ nhà mình, hoặc là những cái bạn mới học nghề, thì các bạn cũng có thể là vận dụng theo những cái clip này. Đối với cái bộ hơi này, do cái xi lanh nó mòn quá, có thể chúng ta sẽ thay xi lanh luôn nhé các bạn. Đối với bộ hơi này, sơ mi nó quá mòn thì chúng ta có thể thay cái sơ mi luôn. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ mở nắp hậu. Các bạn hãy dùng trong 13 hoặc là T13 để mở cái nắp hậu ra. Chúng ta sẽ đưa bê tông và thanh tuyền ra để kiểm tra tiếp tục nha các bạn. Xin được nhắc lại với các bạn rằng là đối với động cơ D12 cho đến D24 thì cái cách thức kiểm tra thì nó cũng tương tự giống nhau, kể cả cái cách vệ sinh và cách bố trí. Còn đối với cái động cơ 24 và động cơ D15, nó khác nhau ở một chỗ là trục cơ, tức là trục khuỷu chạy bằng bạc đạn là của D24,
Còn đối với D12 đến D16 năm, D18 thường trục khỉu chạy bằng bằng bạc, tức là bạc ống, bạc gối hay là bạc trục cơ, thì đó là tùy theo cái vùng miền gọi nha các bạn. Còn đối với động cơ DA24 mà 6 đinh thì nó vẫn thường là chạy bạc nha các bạn. Tất nhiên cũng tùy theo đời máy, nhưng mà thường là nó cũng chạy bằng ống như động cơ này. Đấy các bạn xem nhé. Đối với cái động cơ này, bi và bạc nó rơ như thế này. Ngoài cái rơ dọc ra thì nó còn rơ ngang. Như thế này là, tức là bạc nó quá mòn nha các bạn. Đối với động cơ D15 thì ở cái phần khóa ốc của cái nắp ốp bạc biên của trục khỉu thì thường là nó có một cái sợi thép để khóa chặt lại bằng cái cách này nhé các bạn. Như tôi đang còn dùng kim để cắt cái dây này. Để mở cái ốc tay biên của máy D15 thì thường là ốc 18 nha các bạn. Các bạn có thể là dùng bằng khẩu 18 như thế này, hoặc là trong 18, nhưng mà khẩu thì nó có lực hơn. Sau khi đã lỏng ốc rồi thì các bạn có thể là dùng bằng súng bắn ra cho nó nhanh hơn. Nhìn qua bạc biên thì bạc biên rất là tốt, có nghĩa là cái đường nhớt bôi trơn cho trục cơ tốt nha các bạn. Đấy, trục thì còn bóng lộn như thế này, có nghĩa là cái đường nhớt rất tốt. Bây giờ tôi sẽ đẩy cái thanh tuyền và tay biên ra phía trước. Các bạn lưu ý rằng khi đẩy thì nên quấn một cái vải ở phía đầu kia cái thanh đẩy để cho đỡ va đập, va chấn làm hỏng cái thanh tuyền. Đấy, như thế là tôi đã đưa được bê tông và thanh tuyền ra đấy nhé các bạn. Đấy, cái dẻ đấy, cái dẻ để đẩy cho nó đỡ êm, cho nó êm khỏi hỏng tay biên. Theo quan sát qua thì họ đã lắp một cái bộ xi măng ngàm và cái xi măng nhớt gần trùng với ắc bê tông. Nhìn qua cái quả bê tông thì có vẻ như là đang còn tốt, xi măng thì có trùng một ít. Đây là cái cách kiểm tra tay biên và ắc bê tông, xem nó có rơ lỏng hay không. Đấy thì quá tôi kiểm tra như thế này thì ắc bê tông đã rơ nhé các bạn. Tôi giữ ở vị trí này để vỗ, tức là tôi thể thổi như thế này để các bạn có cái cách nhìn chính xác. Tức là nó là quá rơ nhé các bạn. Bây giờ tôi sẽ mở khóa ắc bê tông. Đối với thanh tuyền thì lắp như thế này là chính xác nhé các bạn. Ui dồi, thổi chưa ra mà ắc đã ra như thế này đấy các bạn này. Tức là cái bạc ắc nó đã lỏng như thế này. Đấy, về ắc bê tông là như thế này các bạn này. Đấy, nó lỏng đến mức độ như thế này mà. Đấy, như thế này thì vứt và thay nha các bạn. Như thế này là phải thay nha các bạn. Để giảm bớt cái phần kinh phí thì các bạn có thể là dùng cái bạc ắc mới mua ở các cái đại lý. Sẽ có cái bạc ắc lẻ này nhé các bạn, để chúng ta đóng vào. Khi những cái xi lanh mà chúng ta không thể dùng nữa, tức là ta quyết định thay thế, thì các bạn hãy thẳng tay để đóng cái sơ mi này ra, tức là xi lanh ra, đóng xi lanh ra. Còn cách đóng thì các bạn hãy, bởi vì khi chúng ta không sử dụng nữa thì các bạn hãy bỏ
ở đuôi xi lanh phía dưới, đóng một phát chắc mạnh và tiếp tục đổi hướng lên phía trên thì nó sẽ ra nha các bạn. Còn trường hợp mà xi lanh hay còn gọi là sơ mi mà chúng ta còn dùng lại thì các bạn nên dùng cẩu để giữ cái đuôi của thanh xi lanh nó được tốt hơn, để bảo đảm cái sự an toàn cho xi lanh hơn. Còn trường hợp này thì chúng ta cứ thẳng thừng mà đóng nha các bạn. Đấy, như thế là tôi đã đóng được cái xi lanh ra khỏi vị trí rồi. Đấy các bạn, khi không dùng xi lanh nữa thì các bạn đóng trên và dưới cho đều, mạnh và chắc thì nó sẽ ra đều nha các bạn. Bởi vì ta không cần giữ cái xi lanh này nữa. Còn đặt tình huống mà chúng ta sử dụng thì chúng ta hãy dùng cẩu nhé, để nó bảo toàn cái đuôi của xi lanh, tức là đuôi của sơ mi. Đấy các bạn xem. Đấy, tôi lắc lại lần nữa cho các bạn thấy. Như thế này là bạc nó quá mòn nhé các bạn. Cũng chưa rõ là bị rớ cái cá bạc hay không, nhưng mà rơ ngang, lắc ngang cũng rơ, mà lắc dọc cũng rơ. Có nghĩa là cái động cơ này theo như chủ máy đã tả là tiếng lộc khộc khi máy hoạt động, là đây là cũng là những cái nguyên nhân của nó đấy các bạn nhé. Trường hợp này là tôi sẽ mở cái bu ly dây đai quạt gió, bu ly đai quạt gió và bánh đa để tiếp tục chia sẻ cho các bạn. Thì chúng ta sẽ kiểm tra tiếp được cái phần bạc và những cái phần tiếp theo nhé các bạn. Đối với những cái con ốc vặn giữ bu ly này thì có thể là cá lế 16 hoặc 17, cũng có thể là 19 nhé các bạn. Chuẩn bị để thao tác tháo cái bánh đa ra thì các bạn nên mở cái bu ly đai quạt gió ra và đưa dây đai quạt gió ra khỏi bánh đa. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ mở cái khóa của ốc bánh đa để chúng ta mở cái ốc bánh đa nhé các bạn. Các bạn hãy dùng cần lê, tức là cái chìa khóa của ốc bánh đa, các bạn dùng búa đóng giật mạnh thì nó sẽ ra. Đối với cái cách tháo của bánh đa này ra thì chúng ta có hai cái cách. Một là các bạn hãy dùng cái lỗ ốc, hai cái lỗ ốc ở trên cái chìa khóa này, tức là ở trên cái cà lê này, vặn vào hai cái lỗ này để nó ti vào, cái cà lê nó ti vào ở cái chỗ tấm của trục bánh đa. Còn cách thứ hai nữa là sẽ dùng búa để gõ chính xác vào vị trí của tấm trục. Các bạn nên kê một cái gì đấy, ví dụ như là cái búa bé hơn, nó có cái đồ vát như cái búa này, để bỏ vào tấm của trục cơ. Đồng thời các bạn hãy gõ mạnh, tức là các bạn hãy đóng mạnh chuẩn và chắc nhé các bạn. Đấy, chuẩn và chắc và mạnh như thế thì bắt đầu chúng ta xem nó có ra hay không. Đấy, như thế là tôi đã đưa được cái bánh đa ra nha các bạn. Đây là một trong những cái cách để tháo bánh ra một cách gọn gàng nhất. Tất nhiên cũng có thể là các bạn nên vặn cái con ốc vào nhé, để phòng tình trạng là có nhiều khi mình không tập trung mà đóng lệch một tí thì nó sẽ hỏng ren. Nhưng mà nếu mà tin tưởng vào chính mình rồi
thì các bạn có thể là đóng thẳng theo như cái cách kế bùa như tôi đấy. Còn bước tiếp theo, chúng ta sẽ mở cái mặt tay quay này ra để kiểm tra những cái phần tiếp theo. Ví dụ như là bánh răng, bi của trục đối trọng, bánh răng, bi của cái bộ phận điều tốc. Các bạn hãy dùng T13 hoặc khẩu 13 để vặn tất cả các cái con ốc ở phía xung quanh cái mặt tay quay. Bây giờ chúng ta có thể là gọi cái mặt tay quay để cho nó tiện nha các bạn, cho dễ hiểu. Còn gọi mặt nhôm cũng được, nhưng mà thôi cứ gọi là mặt tay quay đi. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích và thiết thực, giúp được điều gì đó cho các bạn, thì mong các bạn hãy ủng hộ kênh VHTV để có phần động lực cho những cái clip tiếp theo. Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn. Hãy like, nhấn chuông và đăng ký kênh để không bỏ sót những video tiếp theo. Rất chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Còn bây giờ mời các bạn tiếp tục xem những phần tiếp theo. Tức là khi máy có những cái tiếng kêu lục khục hay là có những cái tiếng rào của máy, thì các bạn hãy rút hẳn cái trục bánh răng tay quay ra để chúng ta xoay từng cái bánh răng một xem nó có lỏng hay không, có bị rơ cả hay không, tức là rơ cái chốt đấy. Tiếp theo là các bạn kiểm tra cái đối trọng trên, thì các bạn hãy đưa bàn tay giữ cái đối trọng trong, tức là cái phần đối trọng, tay phải thì giữ cái phần trong của đối trọng, tay trái thì các bạn hãy vặn ngay ở cái bánh răng đối trọng trên đấy. Như tôi cảm giác như là cái trục, giữa trục và bánh răng thì không vấn đề gì cả, nhưng vòng bi thì nó quá rớ các bạn ạ, nó kêu lọc cọc, chắc là các bạn còn nghe đấy. Đấy, bên dưới cũng thế nhá, bên trên cũng kêu rào rực ấy, bên dưới cũng rớ hết rồi, tức là có nghĩa là bi của đối trọng trên và dưới đã rớ cả rồi. Còn bây giờ tôi sẽ chia sẻ các bạn cách kiểm tra bộ điều tốc của động cơ này. Đối với động cơ D12 trở lên cho đến D30 thì các bạn hãy mở ra và cách thao tác kiểm tra như thế này. Thứ nhất là khi máy có cái tiếng không đều, không điều tốc được, thì các bạn hãy kiểm tra cái bạc ở cái vung xoắt này xem nó có chắc chắn hay không, còn nó rớ là không được nhé các bạn. Cái thứ hai nữa là bộ bánh răng điều tốc có cái điệp phíp này, xem cái lỗ mà bi nó nằm nó có rộng hay không. Cái thứ ba nữa là cái bạc điều tốc này xem nó có mòn, nó có rơ hay không, hoặc là nó có thể mẻ hay không. Còn bây giờ tiếp tục chúng ta kiểm tra cái phần trục, thì các bạn hãy dùng ngón tay các bạn vuốt từ trong ra, nếu có cái cảm giác như có cái gơ mòn thì chứng tỏ rằng là nó đã có vấn đề, tức là nó đã mòn hỏng nha các bạn. Đối với cái này thì nó đã mòn ở đây rồi, tức là có thể không thể dùng được nữa, và tôi sẽ thay cái trục này luôn bởi vì nó đã có cái gơ đây rồi. Còn cái trục nó trơn thì chúng ta vẫn sử dụng bình thường nhé, không vấn đề gì cả. Còn bước tiếp theo là tôi sẽ mở cái phần mặt bích, tức là cái mặt cọp hay là mặt khỉ thì tùy theo vùng miền gọi nhé. Còn tôi thì thường là hay gọi là cái mặt bích, tôi đang cào đây là gọi là mặt bích tròn. Phần tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách thả mặt bích, trục cơ và kiểm tra thay thế những phần tiếp theo. Clip đã hơi dài, xin thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Và các bạn có thể là cứ đánh tiếp từ khóa là động cơ máy D15S1100 Cao Phong phần 3 hay phần 4 hay là những cái phần tiếp theo, các bạn có thể đánh từ khóa như thế. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.